Thì xin chào các em. Hôm nay chúng ta là cùng nhau ôn tập kiểm tra học kỳ 1 bộ môn công nghệ nha các em ha. Thì bộ môn công nghệ ở học kỳ 1 chúng ta đó thì phần thi học kỳ 1 thì chúng ta có hai phần nha các em. Thứ nhất là phần tự luận và thứ hai là phần trắc nghiệm. Phần tự luận thì các em được 6 điểm, phần trắc nghiệm thì các em được là 4 điểm. Thì phần trắc nghiệm á thì chúng ta sẽ có 16 câu trắc nghiệm, mỗi câu như vậy là 0,25 điểm nha các em ha. Thì về phần tự luận thì các em sẽ ôn cho thầy là 6 bài, từ bài 1 đến bài 6. Thứ nhất là bài 1 đó, chúng ta phải tìm hiểu cái đối tượng lao động của nghề điện dân dụng nè. Đấy. Thì thứ hai là chúng ta phải tìm hiểu về cái nội dung lao động của nghề điện dân dụng. Thì các em cái phần này nó cũng dễ nhớ hay không ha. Nội dung nó gồm có 3 ý. Ý thứ nhất là lắp đặt mạng điện sinh hoạt sản xuất. Ý thứ hai là lắp đặt thiết bị đồ dùng điện. Và cuối cùng là vận hành kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa ha. Và ở bài 1 này chúng ta còn tìm hiểu thêm cho thầy một cái số 3 nữa, đó là điều kiện làm việc của nghề. Thì về điều kiện làm việc của nghề chúng ta có 4 điều kiện ha Cam ha. Rồi sau đó là chúng ta qua bài số 2. Ở bài số 2 thì chủ yếu là chúng ta tìm hiểu ở phần 1 la mã là dây dẫn điện. Thì về dây dẫn điện thì các em tìm hiểu cho thầy thứ nhất là về phân loại dây nè. Thứ hai chúng ta tìm hiểu về cấu tạo nè. Và nếu mà câu hỏi cấu tạo thì các em phải có vẽ hình minh họa. Rồi chúng ta tìm hiểu cho thầy cái phần sử dụng dây dẫn điện. Nha. Như vậy là chúng ta có tất cả là 3 phần mà mình cần thể tìm hiểu ở bài số 2 ha các em ha. Rồi như vậy sau đó thì chúng ta là qua bài số 3. Bài số 3 là một số dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. Thì thứ nhất là ở phần này chúng ta tìm hiểu cái phần 1 la mã đó là công dụng và ký hiệu quy ước của đồng hồ đo điện. Đấy ha. Rồi sau đó là chúng ta tìm hiểu tiếp là cái phần là phân loại đồng hồ đo điện. Như vậy thì ở cái bài số 3 này chủ yếu là chúng ta tìm hiểu về đồng hồ đo điện ha các em ha. Tuy nhiên các em cũng xem thêm là ở cái phần dụng cụ cơ khí á, thì chúng ta có các loại kìm, các loại tu vít. Chúng ta chỉ cần quan tâm hai cái đó thôi ha. Tại vì cái đó là chúng ta thực hành nhiều. Thì các em phải nhớ là kìm thì chúng ta có là 4 loại kìm. Thứ nhất là kìm răng, thứ hai là kìm mỏ nhọn, thứ ba là kìm cắt dây và thứ tư là kìm tuốt dây. Kìm răng với kìm mỏ nhọn thì công dụng của nó là đa dạng, là kẹp giữ được, uốn dây được, cắt dây được nha. Nhưng mà kìm cắt thì công dụng nó chỉ có một loại, một công dụng duy nhất là dùng để cắt dây dẫn. Còn kìm tuốt là công dụng nó chỉ có một cái công dụng duy nhất là dùng để tuốt vỏ dây dẫn điện ha các em ha. Rồi sau đó là chúng ta qua bài số 4 á. Bài số 4 thì các em tìm hiểu cho thầy là cái sơ đồ của mạch công tơ điện. Rồi ở bài số 4 này chúng ta cũng phải tìm hiểu thêm là cái cách tính toán điện năng tiêu thụ và tính tiền điện nếu có ha các em ha. Rồi ở bài số 5 thì chúng ta là có các loại mối nối dây dẫn điện. Thì về mối nối dẫn điện thì các em tìm hiểu là các loại mối nối dây. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu về cái yêu cầu kỹ thuật của nối dây dẫn điện. Rồi sau đó là quy trình chung của mối nối dây dẫn điện. Như vậy thì sau khi tìm hiểu xong về bài số 5 thì chúng ta có bài số 6. Bài số 6 thì đây là bắt đầu từ câu 13 đó. Thì có mấy loại bảng điện, trình bày chức năng của chúng. Thì các em học thì chúng ta cũng nhớ ha. Là bảng điện thì có hai loại, bảng điện chính và bảng điện nhánh. Chức năng bảng điện chính cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Trên bảng điện chính có cầu giao, cầu chì, áp tô mắt tổng. Và bảng điện nhánh là cung cấp điện đến các đồ dùng điện. Trên bảng điện nhánh thường có lắp đặt công tắc, cầu chì, ổ điện, hộp số quạt. Thì tại sao cái phần này thầy đọc cho các em kỹ đây? Là cái này phần này nó có liên hệ cái thực tế đó các em. Là ở nhà mình đó, nếu mà mình sử dụng điện á, mình nên chú ý là vị trí cái bảng điện chính nó nằm ở đâu. Và nhớ là mình phải nhớ là từng khu vực, ví dụ khu vực nhà bếp thì cái bảng điện chính của cái khu vực nhà bếp nó nằm ở đâu. Khu vực giả sử nhà mình có lầu thì khu vực lầu 1 bảng điện chính nó nằm ở đâu, lầu 2 bảng điện chính nằm ở đâu, tầng trệt bảng điện chính nó nằm ở đâu và bảng điện chính của cả căn nhà nó nằm ở đâu.
À, điều này rất là quan trọng để khi có sự cố thì mình xử lý nhanh chóng kịp thời nha các em ha. À, rồi tới bài số 14 là quy trình câu số 14, xin lỗi. Câu số 14 là quy trình lắp đặt mạch điện và trình bày cách lắp đặt mạch điện. À, thì ở đây là chúng ta có cái quy trình nè. Còn cái trình bày cách lắp đặt bằng mạch điện thì cô chúng ta xem lại cái bài học ha. Ở đây câu này ở trong đây nó không có cái trình bày ha. Vậy chúng ta xem thêm cái bài học. Rồi câu số 15 kể tên các dụng cụ dùng thực hành lắp đặt mạch điện bảng điện. À, này thì chúng ta có các dụng cụ rất là dễ nhớ ha, kiềm răng, kiềm tuốt, kiềm cắt, kiềm mỏ nhọn, tua vít, thước đo, bút viết bảng và cái phích thử bóng. Nó như vậy thôi ha. Rồi kể tên các vật liệu dùng để lắp đặt mạch điện bảng điện thì chúng ta cũng nhớ rồi ha, là có bảng thực hành nè, bảng điện nè, dây dẫn điện nè, ống dây nè, cầu chì nè, công tắc hai cực, ổ điện, phích cắm điện, đuôi đèn, băng keo, giấy nhám. Rồi đây là cái sơ đồ nguyên lý của nó ha. Rồi đây là cái sơ đồ lắp đặt mình cần phải nhớ. Rồi chúng ta có cái câu số 19 thì câu này liên quan đến cái bài hồi nãy thầy nói là ở bài số 4 đó thì tính cái điện năng tiêu thụ đó các em. Đấy. Ha. Rồi câu số 20 thì tại sao cầu chì công tắc phải luôn được lắp đặt trên dây pha? À, thì ở đây thầy cũng đã trong quá trình giảng bài trong lớp thì cũng đã nói rồi. Bây giờ thầy nhắc lại ha. Thì cầu chì công tắc luôn được lắp đặt trên dây pha là nhằm bảo vệ an toàn khi sử dụng và sửa chữa. Vì khi ta lắp trên dây pha thì ta ngắt cầu chì, ngắt công tắc thì dây pha sẽ được ngắt đến các đồ dùng điện. Cho nên sẽ đảm bảo an toàn khi ta sửa chữa và sử dụng. Rồi câu 21 là khi nối dây dẫn điện nối thẳng nối rẽ ta phải quấn khoảng bao nhiêu vòng thì đảm bảo yêu cầu? À, thì ta quấn khoảng là từ 4 đến 7 vòng ha các em ha. À, khi nối dây dẫn điện cho đuôi đèn, ổ điện thì chiều quấn dây vào đáy ốc theo chiều nào, vì sao? À, khi nối dây dẫn điện cho đuôi đèn, ổ điện thì chiều quấn dây vào đáy ốc là theo chiều kim đồng hồ, vì chiều kim đồng hồ là chiều vặn vào của con đai ốc nha. Rồi ở đây là phần trắc nghiệm thì các em lưu ý ở phần trắc nghiệm này có một số câu cho các em tham khảo. À, thì những cái câu mà thầy in đậm hoặc là có chữ ghi chữ tắt là chữ đờ đó là câu đúng nha, các em xem thêm ha. Rồi như vậy phần nhắc nhở về ôn tập của thầy đến đây là kết thúc. À, thầy xin chào các em và chúc các em thành công trong kỳ thi kiểm tra học kỳ 1 sắp đến. À, cảm ơn các em, chào các em.